Hello anh em. Hôm bữa em thấy anh có một cái nghiệm về đốt đường anh thì nó là một cái chất màu nâu nâu đen đen. Vậy thì em lại thắc mắc là không biết rằng khi mà mình đốt muối á thì nó ra cái gì á? Anh cũng chưa biết nữa em, nhưng mà thôi mình thử đi nha. Anh thử cũng được, ok. Bây giờ anh sẽ có một cái gì để mà đựng nha. Sau đó là muối, và chúng ta sẽ thử đốt một món nha. Dạ rồi. Ủa tại sao nó lại kêu lách tách vậy ta? Này cũng không biết đây mà. Nhưng mà vậy thì các bạn học sinh sơ đi kia ơi, liệu các bạn có thể biết tại sao khi mà đốt muối nó lại kêu lách tách không vậy? Các bạn có thể comment đáp án bên dưới để hết nhé.